Hiện tại là buổi trưa thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022, và Huy đang có mặt tại đường huyện 23B thuộc xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo. Và Huy đang kêu bán một cái lô đất, đó là ngang 6 dài 29, nở hậu là 7 mét. Thì mình chỉ cần trả trước là 250 triệu, tương đương với 30%, thì bạn sẽ sở hữu cái lô đất ngang 5 dài 29, nở hậu 7 mét này ha. Tổng diện tích của lô đất là 190 mét vuông, trong đó là có 120 mét vuông thổ cư. Đất đã có sổ hồng riêng rồi. Và các bạn thấy đây, cái lô Huy đang kêu bán đó chính là cái lô giữa. Ở đây là Huy có 3 lô ha. Thì cái lô mé bên cái cây dừa lùng này là Huy bán rồi. Và mình còn hai lô này, cái lô mé anh đây thì ngang 5,3 m, và Huy đang kêu bán cái lô là ngang 6 m. Thì các bạn biết là cái lô đất này nó nằm tại mặt tiền đường huyện lộ 23B, là cái tuyến đường cửa ngõ để đi vào khu công nghiệp Bình Ninh. Đi vào khu công nghiệp Bình Ninh thì có hai tuyến đường chính đi vào. Một là mình đi từ đường huyện 23B này, còn cái tuyến đường thứ hai là mình đi từ cái đường tỉnh lộ 877 ngay chỗ cây xăng Mười Công á. Cho nên đây là một cái tuyến đường rất là quan trọng để đi vào cổng khu công nghiệp Bình Ninh. Cách khu công nghiệp Bình Ninh là chừng 2-3 phút là đã tới rồi. Cái lô đất này là các bạn thấy là nó nở hậu 7 mét, rất là đẹp. Ngang 6 dài 29, nở hậu 7 mét. Mình chỉ cần trả trước là 250 triệu, tương đương với 30%, thì Huy sẽ sang tên sổ hồng và bàn giao đất cho mình luôn, và hỗ trợ mình vay ngân hàng 70%. Đó, các bạn thấy phía sau đất là Huy còn một cái lô đất nữa ha. Cái lô đất đó là nó tiếp giáp với đường cầu ngang Cả Hôn, và mé bên kia là một cái con sông nhỏ ha. Đó, hoàn toàn là không có thành phố buồn gì hết ha các bạn. Đó, ở đây thì Huy hỗ trợ cho vay ngân hàng đối với 6 tỉnh, đó là Tiền Giang, và 5 tỉnh giáp với Tiền Giang, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Lãi suất là 1,1% một tháng, tức là mình vay 100 triệu thì lãi suất là 1 triệu mốt một tháng các bạn. Cái lô đất này là Huy đang kêu giá bán là 850 triệu, và có hoa hồng, chia sẻ hoa hồng là 10 triệu cho anh em nào giới thiệu cái người mua thành công. Còn nếu mà mình mua trực tiếp luôn thì Huy sẽ bớt cho mình cái 10 triệu đó ha. Ở đây thì Huy bán giá rất là thiệt tình, kêu giá nào bán giá đó. Đó, các bạn thấy tuyến đường này là hiện tại là buổi trưa, cho nên là cái mật độ lưu thông không có cao. Các bạn có nhu cầu mua vui lòng liên hệ Huy Bolero tại cà phê Thảo Nguyên, số 717, góc đường 7, 13, 14, khu dân cư Long Thạnh Hưng, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Còn hiện tại trong tay Huy đây chính là cái bản chính của sổ hồng lô đất ngang 6 dài 29, nở hậu 7 mét ha các bạn. Thì các bạn thấy đây là thửa đất số 584, diện tích là 190 mét vuông, trong đó có 122 mét vuông đất ở tại nông thôn, chính là thổ cư. Và cái lô đất này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 12 tháng 12 năm 2022. Đó, các bạn thấy là sổ này Huy mới lấy về là đúng một tuần luôn đó, bữa nay ngày 19, còn nóng hổi luôn các bạn. Và ở đây là thể hiện cái đường nhựa 23B rất là rõ đó. Các bạn thấy là miếng đất vuông vức luôn, ngang 6 mặt tiền và nở hậu là 7 mét, tổng chiều dài là 29 mét, và sổ thì hiện tại đang không có giấy đâu hết ha. Đó, như các bạn thấy đây là một góc của khu công nghiệp Bình Ninh ha. Đây là một cái công ty của Hàn Quốc, Sunjin. Khu công nghiệp Bình Ninh nằm tại huyện Chợ Gạo đó. Tương lai thì cảng cá Mỹ Tho cũng sẽ được dời về khu công nghiệp Bình Ninh, kết nối với tỉnh lộ 864 đó, hình thành một cái vùng khu công nghiệp
thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy luôn. Đây là cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ Chú Sen, một trong hai cái tuyến đường chính để đi vô trong lô đất ha. Đó, mình đi cái đường này là gọi là đường huyện 23 nè. Đó, đường huyện 23 là mình đi tầm khoảng 10 phút là mình tới lô đất, hay là mình mất tầm khoảng 10 phút là mình đã ra tới ngay chỗ đây.